Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới đầy năng lượng và công việc thuận lợi. Nếu là lần đầu đến với kênh, xin hãy đăng ký và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Giá cà phê hôm nay, ngày 2 tháng 3, giá cà phê trong nước tăng mạnh lên đến 1,300 đồng trên kg. Giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 84,500 đồng trên kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 84,700 đồng trên kg. Thị trường cà phê trong nước tăng mạnh so với cùng thời điểm hôm qua. Giá cà phê trong nước được cập nhật mới lúc 5 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2024 như sau. Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1,200–1,300 đồng trên kg. Mức giá trung bình hiện nay 84,500 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 84,700 đồng trên kg. Chi tiết các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 84,000 đến 84,700 đồng trên kg như sau. Giá cà phê Đắk Lắk. Giá cà phê hôm nay, ngày 2 tháng 3 tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay tăng 1,200 đồng trên kg so với ngày hôm trước. Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 84,700 đồng trên kg. Tại huyện Ea H'leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 84,600 đồng trên kg. Giá cà phê ở Đắk Lắk được khảo sát từ các vùng Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Cư M'gar, Ea H'leo, Krông Năng, Krông Bắc, Krông Búc và Krông Ana. Giá cà phê Đắk Nông. Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 2 tháng 3 năm 2024 thu mua ở mức 84,700 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 84,600 đồng trên kg ở Đắk Lấp. Giá cà phê mới nhất ở Đắk Nông được khảo sát từ các vùng Đắk Min, Đắk Sông, Krongno. Giá cà phê Lâm Đồng. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, cà phê được thu mua với giá 84,000 đồng trên kg. Giá cà phê mới nhất ở Lâm Đồng được khảo sát hôm nay từ các vùng, thành phố, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, Đà Lạt và Đức Trọng. Giá cà phê Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 84,500 đồng trên kg, Chư Prông. Ở Pleiku và La Crai cùng giá 84,400 đồng trên kg. Giá cà phê Kon Tum. Còn giá cà phê hôm nay 2 tháng 3 tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 84,500 đồng trên kg. Cập nhật giá cà phê thế giới. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 5 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2024 tăng giảm tùy kỳ hạn, giao động từ 2.872 đến tháng 3 năm 112 USD tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.112 USD tấn, tăng 17 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.030 USD tấn, tăng 4 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 2.952 USD tấn, giảm 12 USD tấn. Và kỳ hạn giao hàng tháng 12 năm 2024 là 2.872 USD tấn, giảm 32 USD tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 2 tháng 3 tiếp tục giảm. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 181,00 CLB, giảm 1,82%. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 179,35 CLB, giảm 1,83%. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 179,10 CLB, giảm 1,86%. Và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 179,00 CLB, giảm 1,81%. Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024 tiếp tục có mức tăng giảm biến động tùy kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3 năm 2024 là 233,00 USD tấn, giảm 1,38%. Kỳ giao hàng tháng 5 năm 2024 là 223,90 USD tấn, giảm 1,97%. Kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 226,25 USD tấn, tăng 1,39%, và kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 219,90 USD tấn, giảm 0,83%. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.